Nhìn những hình ảnh này thì đâu ai biết anh có người khác. Anh không có bàn phê đúng với tôi. Anh nói là anh muốn giữ mãi cảm xúc của lúc ban đầu gặp gỡ, lúc hai người còn cảm giác xa lạ với nhau. Cho nên là tôi chưa bao giờ thấy như thế này. Ở bên ngoài có biết bao nhiêu công việc khác tốt hơn, không làm hại tới ai hết. Tại sao anh chọn công việc độc ác như vậy hả Tam? Chỉ có cách đấy anh mới sớm có tiền. Có tiền anh được nhận thằng Tuấn, em hiểu không? Anh không khác gì anh của ngày xưa. Anh y chang anh ngày xưa. Mà nếu là anh có tiền để nhận thằng Tuấn, anh nghĩ là tôi có để cho một người cha không ra gì như anh dạy dỗ nó không? Chị ký giúp tôi cái đơn xin nghỉ việc được không? Anh suy nghĩ kỹ rồi hả? Phải, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Trong ngày hôm nay tôi sẽ bàn giao công việc lại tới bên nhân sự. Cảm ơn chị vì tất cả. Em tính mang vườn ươm á, đem lên trồng những nơi có khí hậu mát mẻ như là Tây Nguyên á. Nhưng ngặt nỗi em còn vướng bận chuyện gia đình, con cái. Để tập trung nghiên cứu thì phải mất vài tháng, mà khi đó thì không ai chăm sóc nhà cửa. Ồ, vậy là anh định để công sức với lại hoài bão của anh chôn ở trong xó bếp sao? Anh cảm thấy mình kém cỏi hơn mình. Bạn bè quan trọng hơn chồng con hay răng? Tướng Liên ly hôn. Cả cái dòng họ mẹ chưa có cái đời nào tuyệt tự. Cút về đi. Khi chén rượu, khi cuộc đời, khi xuyên hoan nở, khi chờ trăng lên. Rồi đến một mai thức giấc, hạnh phúc tràn dâng trong mắt. Mẹ là người mẹ tốt, em là người vợ tốt. Mà đôi khi những người tốt lại khó sống chung. Em ước khoảnh khắc này xảy ra trong quá khứ, từ đầu của em nhé. Trượt đến rồi đi ai biết. Anh đi về đi. Ta vẫn cố đi tìm. Anh đi lấy người khác. Nếu vậy là trái với luân thường đạo lý, anh hiểu chưa? Tại sao anh đến một mai thức giấc, hạnh phúc tràn dâng trong mắt. Ta thôi hết thăng trầm, dù em buồn càng dày. Ta thôi hết thăng trầm, vì em. Chúng ta không thể sống lại thời quá khứ, cũng không định đoán được tương lai, nhưng mà chúng ta có thể nắm bắt hiện tại. Chúng ta phải cùng nhau thay đổi. Chúng ta phải hạnh phúc.